trò chơi, nhạc cung và rất nhiều thông tin đặc sắc khác. Chỉ từ 500 đồng mỗi ngày, hãy đăng ký và dùng thử một tuần miễn phí. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay màu sắc của bản đồ nắng nóng tại Tây Bắc xin nhờ vùng núi xinh, em B của con đâu? Em B đâu? Nóng phía tây là giải B đâu này có thể sẽ thêm mưa rào và dông rải rác đến và chỉ khoảng một vài tiếng sau không khí lạnh. Xin nhá, xin mẹ cái gì? Xin em B à? Mẹ lấy em B cho con nhá. Lấy em B đi. Lấy em B 28 độ và tiếp tục giảm dần cho đến đêm. Giảm đông bắc bộ làm hạ nhiệt miền Bắc, đưa lại chút hơi nóng khi lồn đẩy xuống phía nam. Nên ở ngày mai nhiệt độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Là nó bê kêu đi. Và cả Nam Bộ tăng khoảng từ 1-2 độ nữa. Như hồi trước có cứu. Nắng nóng đến nhiệt độ 5-6 độ. Thưa quý vị và các bạn, ngày dù em bê ngủ này con. Em bê ngủ này. Mẹ dù em bê ngủ này. Mẹ dù em bê ngủ này. Bây giờ là phần dự báo chi tiết cho các vùng trong ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 18-32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Dư em bê ngủ đi. Vào ấy. Vào, thôi thôi, quần áo chị nhắm. Này con dư em bê ngủ này. Có mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối nay có mưa, mưa rào và rải rác có rông. Nhiệt độ 22-33 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ 23-35 độ. Tây Nguyên mây thay đổi mưa rào rông vài nơi, nhiệt độ 19-35 độ. Thế con du em bê ngủ đi. Du em bê ngủ thế nào? Bé em bê ngủ đi. Bé em bê nào? Du thế thì em đau, du nhẹ thôi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 23-27 độ. Thế rồi, em bê tắt rồi kìa con. Em bê tắt rồi. Bật em bê đi, bật em bê kêu đi. Bật em bê kêu đi. Ấn mạnh nào. Trời ơi, quảng cáo này thì... Anh Toàn, ngăn ngừa bệnh tái phát, đọc hướng dẫn khi sử dụng. Em ăn có cái gì đấy? Cái mũi đâu? Mũi em ăn đâu? Mũi em ăn đâu? Mũi xoào đâu? Xin chào quý vị và các bạn, đây là xem cái gì, biết đâu mà xem. Tối nay tại thành phố đâu đâu? Quả bóng vàng Việt Nam. Tâm điểm chú ý tất nhiên vẫn sẽ là những người hùng đã làm gì đấy? Chiến thắng của bóng đá Việt Nam tại giải Đông Nam Á vừa qua. Tắt TV đi. Tắt TV đi. Trước khi có được sự ủng hộ của người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá, những ngôi sao nổi bật nhất đã tham gia một hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa với các em nhỏ khiếm thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Bóng đá đã đem lại cho các cầu thủ danh tiếng và họ sử dụng điều đó để đóng góp lại cho xã hội. Nhiều danh thủ Việt Nam rất hứng thú với vai trò. Sao tắt TV đi? Có điều, con tắt TV đi. Hoạt động như các bạn thấy sau đây rất phổ biến trên thế giới, tuy nhiên thỉnh thoảng mới được tổ chức tại Việt Nam. Một trận đấu dành cho những cầu thủ khiếm thị vốn đã đặc biệt, nhưng khi cả Công Vinh và Hồng Sơn cũng bịt mắt xỏ giày vào xem thi đấu, thì trận đấu càng trở nên đặc biệt hơn. Tắt TV cơ mà. Khi mắt đã bị bịt kín. Ồ, mẹ đang xem. Mình cảm giác rất khó khăn khi đá bóng. Em nghĩ rằng là em không bao giờ được có thể làm như thế này. Tắt đi khỏi xem luôn. Sực tán chuyên gia đổi kênh. Lại hết nhiệt gọi những mẹ tệ ca hết cái tiêu. Mẹ bảo tắt TV, con không tắt, con toàn chuyển kênh. Nếu là tôi nhiệt gọi những anh chuyển lại. Anh chuyển lại. At the age of 80, that will now have an artificial limb, which he hopes will happen.
Hey. Yeah. Hey. Hey.